Người ta cho 10 gam hỗn hợp gồm có 3 chất. Gồm có đó là sắt, oxy sắt và FeNO3 tất cả hai. Để tác dụng với NaHSO4. Em sẽ lấy 0,2 nhân cho 1,6. Số mol ở đây là 0,32 mol. Rồi. Chúng ta sẽ thu được y chứa các muối trung hòa và khí NO. Ta ghi NO trước đi. Đây nước này. Đây NO. Số mol NO là bằng 0,04 mol. Ở đây chúng ta thu được 59,04 gam muối trung hòa. Muối trung hòa ở đây chúng ta lưu ý như sau. Là chúng ta sẽ tạo ra muối sắt 3. Muối sắt 2 này. Muối sắt 3 này. Tiếp tục của chúng ta ở đây là có SO4 2 trừ. Và có thể có muối NO3 trừ nữa. Được chưa? Bây giờ đề cho như sau. Biết cái y phưởng vừa đủ với NaOH thì ở đây có hai hợp phần sẽ tác dụng với NaOH, đó là Fe2 cộng và Fe3 cộng. Thế em cần hai OH trừ này. Đây là 3 OH trừ này. Tổng số mol thằng này là 0,04. 0,44. Rồi. Điều cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của thằng này trong này. Vậy chúng ta sẽ đi tính số mol của máy này là xong. Đúng chưa? Như vậy ở đây bước đầu tiên là em sẽ đi bảo toàn nguyên tố nhiều nhất có thể. Thì em sẽ đi bảo toàn SO4 đây 032 thì đây 032. Rồi. Ở đây mình lưu ý với thầy như sau. Ở đây chúng ta có một công thức là công thức mol H cộng. Mol H cộng là một trong những công thức mạnh nhất của bài tập H cộng độ 3 trừ. Mol H cộng như sau. Mol H cộng ở đây là bằng mol NaHSO4. Nó sẽ bằng 4 lần mol NO. Đối trường hợp này có oxy thì nó sẽ bằng 2 lần mol oxy. Mà oxy là nằm trong FeO. Như vậy bằng một cộng cho mol FeO. Giờ đây chúng ta sẽ tính được mol FeO bằng. Em sẽ lấy 0,32. Em trừ đi 4 nhân 0,04. Rồi chia cho 2. Mol FeO là bằng 0,08. Được chưa? Thằng này 0,08. Đây, 0,08. Rồi. Xin lỗi, trong này còn chứa NA cộng này em nhé. Thiếu NA cộng ở đây. Số mol này là 0,32. Bây giờ chúng ta biết như sau. Ở đây chúng ta sẽ đi bảo toàn hydro. Hydro bên này 0,32 thì thằng D sẽ là 0,16. Được chưa? Có hydro thì em sẽ đi bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng tính được M. Tính M đi. Chúng ta sẽ lấy 18 nhân 0,16 cộng 0,04 nhân 30 cộng 59,04 trừ đi 0,32 NaH SO4 natri 23, H là 1, SO4 là 96. 24,72. Bây giờ em hiểu như thế này. Để tính được phần trăm của FeNO3 tất cả hai lần thì chúng ta cần tính mol này là hết. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có này. Đặt số mol này là A mol, đây B mol, đây là C mol. Thì chúng ta chuyển qua đây là gì? 2A. Đây là 3B. Mình sẽ có hệ đó là tổng số mol NaOH, cái thứ hai là tổng khối lượng hỗn hợp này và bảo toàn điện tích, đây là hết. Đúng không em? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất là mol NaOH trừ. Ở đây sẽ bằng 2A cộng 3B. Bằng 0,44. Được chưa? Cái thứ hai của chúng ta đó là gì? Đó là bảo toàn điện tích. Mình có 3A
cộng 2b, xin lỗi, 2a cộng 3b, 2a cộng 3b cộng cho a cộng là 0,32 cộng cho c là bằng c cộng cho 0,32 nhân 2. Chúng ta có biểu thức thứ hai ở đây là 2a cộng 3b. Chúng ta chuyển c về bên phía trái. 0,32 nhân 2 trừ 0,32 là bằng 0,32. Rồi. Tiếp theo chúng ta đó là tổng khối lượng hỗn hợp. Mình có là 56a cộng 56b. C độ 3 là 62c. Đắc tri là 23 nhân 0,32. Tiếp tục. L4 là 96 nhân 0,32. Thế đề cho là bằng 59,04. Rồi. Khi đó chúng ta đi giải hệ tìm ABC. Mở đây chúng ta tìm C được luôn em. Đây em. Đây. Chúng ta nhìn cho kỹ đây này. Không cần phải dựa vào biểu thức kia đâu. Đây. Mình có 2A này. Cộng 3B bằng 0,44. Như vậy thằng đây là 0,44 có rồi nè. Từ đây chúng ta sẽ tìm được C. Đúng không? Tìm được C. 0,32 cộng cho 0,44. Đâu? 0,44 trừ 0,32 thì C đây là bằng 0,12. Nếu có C bằng 0,12 thì cực kỳ dễ rồi. Bởi vì đây nitơ có này. Nitơ đây có này. Nitơ đây có. Chúng ta đi bỏ toàn nitơ là tính được cái mol này. Mol này thì đặt là T đi. Thì sẽ lấy 0,04 cộng cho 0,12. Rồi chia cho 2 vì trong này có 2 nitơ. Hay vấn đề. Rồi khi đó chúng ta sẽ đi tính phần trăm khối lượng của FeNO3 tất cả hai lần trong này. Ta bấm máy tính đi. Ở đây mình tính được nó sẽ bằng 58,25. Như vậy gần nhất ở đây là câu A. Nếu bài này em không làm hướng đó thì em sẽ dựa vào em để giải hệ ba này này. Đó, giải hệ ba này này. Em tính cho thầy ABC nó cũng ra như vậy thôi. ABC. Dạ. Và khi có C thì em cũng đi bỏ toàn nitơ. Bây giờ em đi bấm đi cho chắc. Được chưa? Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A nhé. Em có thể là tham khảo thêm cách làm khác nhé.